Sau 50 phút thì món cơm lười của Linh đã sẵn sàng rồi. Nhìn thì vẫn như hiện trạng ban đầu Linh bỏ vào vậy á, không có bị xáo trộn gì hết. Và khi mà xới cơm lên thì thấy là cơm vẫn nở bung đều nha. Còn các topping thì đều mềm hết cả rồi. Cả đậu này, cà rốt hay là bắp thì đều mềm, thế nhưng mà vẫn giữ được độ ngọt nha. Như mọi người cũng thấy thì chiếc nồi này nó nấu khá là êm ha, và các topping thì nó không có bị trộn vào nhau. Đây cũng là lý do mà hạt cơm của mình vẫn còn nguyên và không có bị nát. Chào mọi người, bên cạnh Linh là một món đồ mà hầu như là nhà nào cũng có cả. Tuy nhiên là chiếc nồi này thì nó đa năng hơn với công nghệ hiện đại là công nghệ nấu cao tầng. Bây giờ thì không có chần chừ gì nữa ha. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng với Linh tìm hiểu về chiếc nồi cơm điện tử đến từ Sharp này nhé. Nồi cơm cao tầng Sharp thì có hình khối chữ nhật giống như là nhiều chiếc nồi cơm cùng loại, thế nhưng mà nhờ các đường bo gốc mà nồi trông mềm mại và thon gọn hơn. Chiếc nồi này thì nó có dung tích là 1,8 lít và đa số các loại nồi cơm cao tầng hiện nay thì nó đều có cái mức dung tích từ đây trở xuống cả. Ít nồi nào mà nó có mức dung tích cao hơn, và với cỡ này thì nó có thể phục vụ thoải mái cho gia đình từ 4 đến 6 người. Tuy nhiên là cái điểm mà làm cho Linh cảm thấy ấn tượng nhất về chiếc nồi này đó chính là cái lồng nồi nặng trịch của nó. Hãy mở ra các bạn xem ha. Lồng nồi này thì được làm từ hợp kim nhôm phủ chống dính. Bởi vì là công nghệ cao tầng thì nó gia nhiệt bằng cảm ứng từ, cho nên lồng nồi của những loại nồi cơm như thế này thì thường nó sẽ dày dặn. Thế nhưng mà riêng với chiếc lồng nồi này các bạn thì nó vẫn nặng hơn nhiều nha. Tuy nhiên là một chiếc lồng nồi chất lượng như thế này thì nó sẽ góp phần tạo ra một bể cơm ngon hơn. Bên cạnh lồng nồi thì khi mà mở nắp, Linh còn thấy là nắp nồi cũng chắc chắn lắm, mở lên thì không có bị giật về phía sau. Và ngoài ra thì nồi còn có van thoát hơi thông minh để giúp kiểm soát lượng hơi nước thoát ra ngoài và giữ lại tối đa được dưỡng chất ở trong cơm. Và nắp trong tổ ong thì làm bằng inox, có thể tháo rời để vệ sinh. Tổng thể như vậy cho nên là khi mà chúng ta rinh lên thì nó cũng có hơi nặng một chút các bạn. Và đa số các loại nồi cơm điện tử hiện nay thì nó đều đa năng cả. Tức là ngoài nấu cơm ra thì sẽ còn có các chương trình khác như là hầm các loại đồ ăn này, làm bánh hay là tàu hũ. Chiếc nồi cơm này của Sharp thì nó có bảng điều khiển cảm ứng và tổng cộng là 17 chương trình cài đặt sẵn. Mình nghe thì có vẻ nhiều ha, tới tận 17 chương trình lận. Thế nhưng mà nó không quá đa năng các bạn, tại vì hầu hết là các chương trình nấu cơm thôi. Và đây cũng là một cái điểm đặc biệt của chiếc nồi này, tức là nó rất là đầu tư cho việc nấu đúng khẩu vị cơm của chúng ta. Khi mà chúng ta bấm chọn nấu cơm thì mình có thể chọn thêm loại gạo như là gạo nhật này, gạo thơm hay là gạo lứt, và chọn khẩu vị giống như là thơm, mềm, cứng hay là giòn. Đối với thói quen ăn cơm như chúng ta thì chất lượng cơm rất là quan trọng luôn, mà có được một mẻ cơm đúng khẩu vị thì còn gì bằng, đúng không? Linh cũng đã có trải nghiệm với hai cốc gạo và xem thành phẩm thì Linh thấy là hạt cơm nở bung đều, không có bị nát. Và khi mà xới lên thì Linh thấy là lồng nồi chống dính rất là tốt, thế nhưng mà phía lớp cơm dưới đáy nồi thì có một lớp vàng nhẹ nhạt. Linh thấy là nấu cơm trắng mềm dẻo thì rất là ổn áp, và đây chính là ưu điểm của công nghệ hiện đại đó các bạn. Tuy nhiên là đa số các loại nồi cơm cao tầng hiện nay thì nó sẽ đều tinh gọn khai hướng nước thừa, cho nên nước sau khi nấu xong thì nó sẽ hay bị chảy ở trên thành nồi. Thế nhưng mà may là nồi cơm này thì thiết kế thành nồi rộng và nơi nước chảy xuống thì cũng thấp hơn, cho nên chúng ta không lo là nước tràn lung tung. Nấu xong thì mình chịu khó lau thôi. Bây giờ thì mọi người cũng đã hướng đến việc ăn uống healthy rồi. Chúng ta dùng gạo lứt hay là những loại gạo khó nấu thì mình nên sử dụng những loại nồi cơm như thế này. Mình không cần phải ngâm gạo trước mà cơm cũng nở mềm dẻo nữa. Chưa hết là vì nồi cơm Nhật cho nên nó có hẳn luôn một chương trình nấu gạo Nhật. Gia đình nào mà chúng ta thích ăn món Nhật, kiểu là lâu lâu mình muốn đổi gió ăn sushi tại gia hay là các món cơm kiểu Nhật mà có cái nồi này là đúng bài luôn các bạn. Mà món Nhật mình ăn rồi thì mình về lại món ta với chương trình cơm niêu luôn ha. Tuy nhiên là nồi cơm điện cao tầng thì nấu sẽ có hơi lâu một chút. Linh đã có trải nghiệm nấu hai cốc gạo thì mất khoảng hơn 30 phút và trong đó là có 25 phút dàn nhiệt. Trong thời gian đó thì nồi tiêu tốn khoảng chừng ở nhiêu đây tiền điện luôn nha cả nhà. Và ngoài ra thì mình cũng có thể thêm các chương trình nấu cháo, làm bánh hay là súp. Chúng ta có thể thay đổi khẩu vị hay là chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ làm khó cái nồi này một chút với món cơm lười. Kiểu là chúng ta cho hết các loại đồ ăn vào rồi mình bấm nút nấu gạo trộn cho nồi xử lý xem sao. Và khi mà bấm chọn chương trình, thế nhưng mà chúng ta không bấm bắt đầu thì sau 5 giây nồi sẽ tự động nấu theo chương trình mà mình đã chọn luôn. Có được nồi cơm này thì mình sẽ không lo lắng là lặp lại câu chuyện lịch sử chúng ta nấu cơm mà quên bấm nút nữa các bạn. Còn bây giờ mình nấu nồi cơm này thì sẽ tiêu tốn đâu đó khoảng 25 phút gia nhiệt và thêm 25 phút nấu chín.
Sau 50 phút thì món cơm lười của Linh đã sẵn sàng rồi. Nhìn thì vẫn như hiện trạng ban đầu Linh bỏ vào vậy á, không có bị xáo trộn gì hết. Và khi mà xới cơm lên thì thấy là cơm vẫn nở bung đều nha. Còn các topping thì đều mềm hết cả rồi. Cả đậu này, cà rốt hay là bắp thì đều mềm, thế nhưng mà vẫn giữ được độ ngọt nha. Như mọi người cũng thấy thì chiếc nồi này nó nấu khá là êm ha, và các topping thì nó không có bị trộn vào nhau. Đây cũng là lý do mà hạt cơm của mình vẫn còn nguyên và không có bị nát. Nồi cũng có tiện ích hẹn giờ lên đến 24 tiếng để giúp cho mọi người linh hoạt thời gian nấu nướng. Việc của chúng ta là canh chuẩn giờ cơm thôi, còn lại thì nồi sẽ tự điều chỉnh để đến giờ là có cơm nóng hổi. Và ngoài ra thì sẽ có một số chương trình mà chúng ta có thể điều chỉnh được thời gian nấu để chất lượng đồ ăn phù hợp với khẩu vị của mình. Và sau khi mà nấu xong thì nồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm tối đa là 24 tiếng. Lúc này thì có đếm thời gian trên màn hình hiển thị luôn. Linh thấy là gia đình nào mà có ông bà, cha mẹ thích ăn cơm hay là tiêu chuẩn ăn uống của chúng ta cao á, thì mình có thể mua chiếc nồi này về để lựa chọn đúng khẩu vị của người lớn luôn. Hoặc là gia đình nào mà chúng ta muốn đầu tư thêm một chút để có được một mẻ cơm ngon và mềm dẻo thì mình cũng có thể cân nhắc ha. Ngoài ra thì chiếc nồi này nó còn rất là linh hoạt thời gian nấu, cho nên là sẽ giúp cho những người bận rộn có thể chu toàn được công việc và gia đình. Chi tiết về giá là bao nhiêu thì Linh sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!